Mến chào các em đã đến với tiết mỹ thuật lớp 7 của trường trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Hôm nay, cô và trò của chúng ta sẽ đi đến bài vẽ tranh đề tài tranh phong cảnh. Đầu tiên, cô trước khi vào bài thì cô sẽ có một video clip cho các em xem tranh phong cảnh Việt Nam chúng ta như thế nào. Trong mùa dịch Covid thì chắc hẳn là chúng ta không được đi đâu. Thì hôm nay cô và trò chúng ta sẽ dắt nhau đi trên khắp miền đất nước Việt Nam chúng ta để xem nước Việt Nam chúng ta có những cái phong cảnh nào đẹp nha các em. Xong video thì chúng ta sẽ thấy nè, trong cái cảm xúc như thế nào các em? Quê hương chúng ta có đẹp không nào? Phong cảnh của đất nước Việt Nam chúng ta có đẹp không các em? Ở khắp miền đất nước, phong cảnh của Việt Nam của chúng ta rất là đẹp đúng không nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào phần thứ nhất của bài, đó là tìm và chọn nội dung đề tài. Thì để tìm và chọn nội dung đề tài thì chúng ta nhớ xem cái video đó chúng ta đã có xem những hình ảnh nào về tranh phong cảnh nè. Về thứ nhất là cô đã thấy được những cái danh lam thắng cảnh đúng không các em, đó là Vịnh Hạ Long nè, Hồ Gươm nè, hay Tây Bắc nè. Rồi theo đó tiếp đó chính là cầu Mỹ Thuận nè và những nhà cao tầng nè. Sau đó thì đó là những cảnh thôn quê của Việt Nam chúng ta, những dòng sông của quê em, có cánh đồng lúa mới, có nông thôn ngày ngày một phát triển đúng không các em. Tiếp theo chúng ta đi về ngược về miền sông miền núi thì chúng ta thấy được xuống nguồn, ta thấy được màu xanh của rừng núi, của những ruộng bậc thang với những cô thôn nữ sơn nữ với những cô thơ sơn nữ rất là đẹp và dễ thương đúng không. Và về miền Tây thì chúng ta thấy được vườn hoa trái nè, chúng ta thấy được lò gốm nè, một phương vất gốm ở Vĩnh Long rất là đẹp nè các em. Chúng ta lại qua được Cù Lao An Bình nè, chúng ta thấy được những cái vườn chôm chôm nè. Như vậy thì chúng ta thấy thì cái đề tài mà chúng ta tìm và chọn thì rất rất là nhiều. Đầu tiên chúng ta nên tìm một cái đề tài nào đó
về tranh về thắng cảnh nè, về thành thị nè, về nông thôn nè, về miền núi nè, hay là về miền sông núi sông nước. Và sau đó thì chúng ta sẽ tìm cái nội dung của cái đề tài đó mà chúng ta vẽ. Sau khi tìm được cái nội dung rồi, thì bây giờ cô sẽ giới thiệu với các em về về đề tài tranh phong cảnh. Về trong cái đề tài này, ở Vĩnh Long của chúng ta cũng có rất là nhiều họa sĩ vẽ về đề tài tranh phong cảnh rất là đẹp và cũng rất là nổi tiếng ở trong nước và ngoài nước đó các em. Đầu tiên cô xin giới thiệu các em là họa sĩ Đặng Cang. Ông là người ở Vĩnh Long, tranh của ông rất được ưa chuộng ở ở trong nước và cũng như ở ngoài nước. Tranh của ông là tranh nói về một ông là một họa sĩ của miền sông nước. Tranh của ông thường mang cho tính chất là chất phác và đầy thơ mộng nhẹ nhàng với những gam màu rất là chủ đạo và nhiều gam màu sắc độ khác nhau. Đặng Cang đã tải được cho cảm xúc đến cho người xem một miền quê sông nước đầy ấn tượng và rất là nhiều cảm xúc đó các em. Ông được xem như là một trong những người họa sĩ của Việt Nam vẽ về sông nước miền Tây đẹp. Và thứ hai, cô xin giới thiệu các em đó là họa sĩ Tín Đức. Ông cũng là ở Vĩnh Long. Họa sĩ Tín Đức và với một bút pháp là với một tính cách rất là cá tính thì họa sĩ Tín Đức đã thể hiện được tranh với một cái hồn về quê rất là đậm chất, mang tính cho trừu tượng cũng như ấn tượng rất là cao đó các em. Đây là một số tranh của họa sĩ Tín Đức vẽ về nông thôn của Việt Nam chúng ta, và chúng ta có thể tra về Google thì chúng ta có thể đánh vào họa sĩ Tín Đức hoặc họa sĩ Đặng Cang thì chúng ta thấy có rất là nhiều tranh của của các tác giả này. Và tiếp theo rất là đặc biệt, tranh của Tín Đức thì chú tranh của họa sĩ Tín Đức thì có rất là nhiều cái phong thái với những điểm nhấn rất là ấn tượng và tạo cho sự rung động của người xem, thấy rằng sự mơ hồ, một cái cảm giác nào đó miên man của một ký ức. Và tiếp theo thì cô mời các em đến một họa sĩ nữ và đầy cũng đầy cá tính và cũng đầy cái sự nhân hậu và bao dung, đó là cô họa sĩ Ánh Hồng. Cô là một trong những người họa sĩ nữ của Việt Nam cũng như là của Vĩnh Long. Là cô đã vẽ rất là nhiều với những cái chất liệu khác nhau về chủ đề về biển đảo, về chủ rất là nhiều về chủ đề quê hương, đất nước, con người ở Việt Nam, là đã đạt rất là nhiều giải của đồng bằng sông Cửu Long cũng như là giải của quốc gia. Thì chúng ta thấy là tranh của đây là bức tranh lụa của họa sĩ Ánh Hồng đã vẽ, chúng ta thấy đậm chất miền Tây Nam Bộ đúng không các em? Và đầy một cái tính cách rất là nhẹ, một bút pháp rất là nhẹ nhàng nhưng mà cũng gây một ấn tượng rất là sâu sắc đối với người xem, một cảm giác lung linh, một cảm giác huyền ảo. Và họa sĩ Ánh Hồng được xem như là họa sĩ khai thác về chuối, vẽ chuối rất là đẹp. Bút pháp của cô là thể hiện những cái sự đa dạng về nét, về màu, những chấm phá đặc biệt và khai thác được vẻ đẹp của chuối là một trong những văn một, một một trong những cái gì giản dị đơn giản nhất của Việt Nam mà chúng ta đưa ra được ra tầm nhìn của thế giới đó các em, tầm nhìn của ở trong nước cũng như ở ngoài nước. Rồi đến bước thứ hai thì chúng ta sẽ tìm được cách vẽ như thế nào. Thì ở cách vẽ này thì chúng ta đơn giản, chúng ta chỉ có thể hiện cho cô có hai cách. Đầu tiên là bước một, chúng ta sẽ chọn cảnh và cắt cảnh. Vì chọn cảnh và cắt cảnh thì chúng ta có thể vẽ toàn cảnh hoặc là một góc cảnh. Ví dụ như hồi nãy chúng ta thấy là bức tranh của họa sĩ Đặng Cang có thể toàn cảnh của miền sông nước, thì ở đến với họa sĩ Ánh Hồng thì chúng ta vẽ một góc cảnh của chuối, của những hoa chuối, thì chúng ta thấy rất là rõ ràng ta chọn cảnh và cắt cảnh. Về chọn cảnh thì chúng ta nên chú ý một điều, đó là chúng ta tìm và chọn góc cảnh có bố cục đẹp, có những điểm và có những hình ảnh điển hình để vẽ.
Tức nghĩa là phải có những hình ảnh đẹp trọng tâm để chúng ta vẽ. Và thứ hai, bước thứ hai sau khi đã chọn được cảnh hay góc cảnh rồi, rồi thì chúng ta sẽ tiến hành thể hiện. Khi thể hiện bức tranh, chúng ta thể hiện một cách phong phú. Ta vẽ phát hình toàn cảnh trước, sau đó chúng ta sẽ vẽ từ bao quát cho đến chi tiết, từ mảng hình chính cho đến mảng hình phụ. Và sau đó chúng ta sẽ lược bỏ những chi tiết không cần thiết, vẽ màu, thêm màu sắc của thiên nhiên hòa vào cảm xúc của người vẽ. Thì sau đây là cô sẽ có một video thực hành về tranh phong cảnh để cho các em tham khảo. Cô mời các em xem. Sau khi cô đã chọn cảnh rồi, đây là toàn cảnh của cô. Sau khi cô chọn cảnh và cô vẽ hình, vẽ từ mảng ở gần thì to, rõ, mảng ở xa thì nhỏ và mờ dần, và tôi tiến hành lên màu chung. Khi lên màu, chúng ta chú ý chúng ta không lên một mảng một màu, mà trong một mảng chúng ta sẽ phân chia ra nhiều sắc độ màu thì bức tranh được càng phong phú hơn nhé các em. Lên một màu xanh nhạt trước, đúng không nào? Và chúng tôi cô sẽ có một màu chung, sau đó cô mới điểm lên những cái màu xanh đậm để tạo ra một mảng những chi tiết của lá tre ha. Ta nên nhớ là ta không đi theo một mảng nào, mà trên những mảng màu thì nó sẽ có nhiều màu. Nhiều sắc độ, trên một mảng màu sẽ có nhiều sắc độ khác nhau. Chú ý là khi ở gần thì chúng ta những cái điểm chúng ta cho những cái màu nóng nhiều, ở xa thì nó mờ dần, cho nên chúng ta đi đậm nhiều. Ta nhớ là ta không điền đậm,
những mảng nào ở gần thì chúng ta dìm rõ, còn những mảng nào ở xa thì chúng ta cho nhỏ, cho mờ hẳn luôn, và có thể chúng ta không dìm màu ở xa luôn cũng được nữa các em. Chúng ta chỉ nhấn màu thôi, chúng ta không dìm, chúng ta không dìm bức tranh hết bức tranh, chúng ta chỉ nhấn những điểm nào trọng tâm thôi, những điểm nào mà thấy cảm thấy mà nó đẹp một tí thôi. Rồi, cô cảm ơn các em đã theo dõi và mong rằng sau video tham khảo đó thì về các em có thể tự chọn cho mình một cái góc cảnh hoặc là một cái cảnh để mình có thể vẽ. Và sau đây là hướng dẫn bài tập về nhà của cô. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn cảnh và góc cảnh mà em thích. Chúng ta có thể chọn đó là chúng ta không vẽ về nông thôn, thì có những bạn quê ở thành thị thì chúng ta có thể vẽ về thành thị nhé các em. Thì tùy chọn vào chúng ta không vẽ thành thị thì chúng ta có thể vẽ về núi, non hoặc là về một cái cảnh du lịch nào đó mà em đã từng đi qua. Sau khi đã chọn được cảnh rồi, chọn được góc cảnh rồi thì chúng ta tiến hành vẽ tranh đề tài phong cảnh trên tờ giấy A4 cho cô, với chất liệu màu là tự chọn, là có thể là chúng ta sử dụng màu sáp, màu nước, vân vân. Nhưng mà chú ý với ba yêu cầu của cô, đó là bố cục đẹp, có mảng chính phụ, đường nét đa dạng, có thể hiện được nội dung. Ví dụ như núi thì chúng ta vẽ núi non thì chúng ta phải làm sao thể hiện được hình ảnh đó, phải có chúng ta nhìn vào ta biết đó là vùng núi non. Rồi ví dụ như là màu sắc của núi, như rừng núi thì phải như thế nào ha các em. Rồi màu sắc thể hiện được nội dung, ví dụ buổi sáng hay ta vẽ buổi sáng, hay buổi trưa, hay buổi chiều, thì chúng ta phải chú ý một cô một điều, đó là chú ý về vùng miền và không gian thời gian. Ví dụ buổi sáng thì thường thì là mặt trời màu gì, rồi buổi trưa màu gì, buổi chiều màu gì, thì chúng ta sẽ có sự thay đổi về màu sắc cho nó đẹp hơn trong phong cảnh của mình nha các em. Cô cảm ơn các em đã lắng nghe và theo dõi. Thì bài học chúng ta đến đây là hết. Về nhà chúng ta vẽ tranh cho cô và chuẩn bị bài tiếp theo, đó là bài là tạo dáng một lọ hoa. Rồi cô xin chào các em, chúc các em có một bài tập tốt và vui vẻ.